Thưa quý vị, đất đai là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do cơ quan nhà nước đại diện đứng ra quản lý. Theo quy định pháp luật đất đai thì chỉ những đối tượng được sử dụng đất, được sở hữu nhà ở mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tuy nhiên, có không ít trường hợp nhà nước cấp nhầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng. Vậy, theo quy định hiện hành, trong trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng thì phải xử lý như thế nào? Pháp luật quy định như thế nào về việc cấp sổ đỏ sai đối tượng sử dụng đất? Phóng viên Phố Bất Động Sản đã có cuộc trò chuyện cùng với luật sư, thạc sĩ Phạm Thanh Bình, công ty luật Bảo Ngọc để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Xin cảm ơn luật sư đã nhận lời chia sẻ cùng với Phố Bất Động Sản. Vâng, thưa luật sư, có thể nói rằng là việc cấp sổ đỏ không đúng đối tượng sử dụng đất cũng thường xuyên xảy ra, và nhất là nhiều năm về trước. Và xin luật sư cho biết thì là nguyên nhân dẫn đến việc này là do đâu ạ? Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ ấy, là một cái chứng từ pháp lý mà nhà nước cấp cho người sử dụng đất để chứng nhận quyền sử dụng của họ đối với mảnh đất đó. Vì vậy, cái việc cấp và quản lý sổ đỏ sẽ được tiến hành rất là cẩn trọng. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý đất đai, do khối lượng công việc nhiều nên đôi khi là cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ sẽ mắc phải một cái số lỗi như là cấp sai sổ đỏ, cấp sổ đỏ không đúng đối tượng hoặc là ghi sai thông tin trên sổ đỏ. Thì nhiều năm về trước, cái việc cấp sổ đỏ không đúng đối tượng có thể xảy ra do vướng mắc về cái việc mà người sử dụng đất theo luật đất đai của thời kỳ đó. Việc xác định cái đối tượng sử dụng đất không dễ dàng và nhanh chóng như hiện tại và còn tồn tại rất là nhiều thời gian, tốn nhiều thời gian, thậm chí là còn nhầm đối tượng. Đây cũng có thể là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng cấp sổ đỏ không đúng đối tượng còn xảy ra nhiều. Thế trong những năm gần đây thì cái việc cấp sổ đỏ đã được số hóa và cái việc quản lý đất đai đã được thực hiện bằng qua công tác chuyển đổi số. Thế do đó là cái việc mà sai sót trong cái quá trình cấp sổ đỏ vẫn có thể xảy ra, nhưng mà hiện nay là đã giảm rất là đáng kể. Thưa luật sư, trường hợp sổ đỏ cấp không đúng đối tượng sử dụng sẽ phải xử lý như thế nào và pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào? Theo quy định tại điểm D khoản 2 của điều 106 luật đất đai năm 2013 thì đối với sổ đỏ đã cấp không đúng đối tượng thì sẽ bị nhà nước thu hồi. Người đang sử dụng mảnh đất đó sẽ không được nhà nước công nhận quyền sử dụng hợp pháp. Mảnh đất đó sẽ bị thu hồi mà không được đền bù như những cái mảnh đất mà có cái giấy chứng nhận hợp lệ. Và cái việc thu hồi cái giấy chứng nhận cấp không đúng đối tượng thì sẽ do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cái giấy đó thực hiện. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư đã nhận lời chia sẻ cùng với chúng tôi. Trong tuần này, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận về 3 dự án luật liên quan mật thiết đến thị trường bất động sản. Đó là luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi và quan trọng nhất là luật đất đai sửa đổi. Trong luật đất đai, điều 159 quy định về phương pháp định giá đất, chính phủ đề nghị chi tiết các phương pháp định giá đất bao gồm so sánh, thặng dư, thu nhập, hệ số điều chỉnh. Hệ số điều chỉnh giá đất được xác định thông qua việc so sánh giá đất trong bảng giá đất với giá đất phổ biến trên thị trường. Trong bối cảnh hiện nay, việc sửa đổi luật đất đai là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy nguồn lực đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Bộ Tài chính vừa cho biết, có hơn 1.000 dự án chậm tiến độ, dự án công trình không đưa đất vào sử dụng. Cụ thể, xử lý sai phạm, thất thoát, lãng phí 51 dự án, cụm dự án sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước, xử lý 13 dự án, chuỗi dự án trọng điểm trong lĩnh vực điện, than, dầu khí chậm tiến độ, 19 dự án chậm triển khai, gặp khó khăn vướng mắc để đất đai hoang hóa, lãng phí, 880 dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng. Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân do nhu cầu nguồn lực lớn nhưng khoản vốn đọng tại các dự án không thực hiện, do đó cần xử lý triệt để, quy trách nhiệm người đứng đầu để xử lý phù hợp. Theo đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết quý 3 năm 2023, hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tăng trưởng âm 8,71% so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản 9 tháng đầu năm 2023 giảm 4,7% so với cùng kỳ. Theo đánh giá, hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn nhưng đã dần hồi phục cả về tỷ lệ tăng trưởng và doanh thu so với đầu năm. Nguồn cung nhà ở thương mại cao hơn cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, vốn đầu tư trong nước và nước ngoài rót vào hoạt động kinh doanh bất động sản còn hạn chế, nguồn cung nhà ở phân khúc bình dân không có sản phẩm đưa ra thị trường. Việc ứng dụng nền tảng công nghệ để minh bạch hóa các thông tin giúp các bên tham gia giao dịch có quyết định sáng suốt, gia tăng quyết định và tiết kiệm thời gian. Với tiêu chí lấy người môi giới làm trung tâm,
Mới đây, One Housing đã cho ra mắt mạng lưới hợp tác môi giới bất động sản công nghệ và nền tảng công nghệ phục vụ giao dịch bất động sản. Trong năm 2023, mạng lưới này sẽ hợp tác với trên 1.000 môi giới và tiến tới mở rộng lên 10.000 môi giới vào năm 2024. Mô hình này đã được triển khai ở nhiều nước phát triển trên thế giới. Công cụ định giá, phân tích và so sánh dành cho các khách hàng, hay đặc biệt là đối với các môi giới thì có công cụ dành riêng để họ chăm sóc khách hàng cũng như là quản lý bán hàng. Và các thao tác như thế này thì hoàn toàn có thể thực hiện trên các thiết bị di động. Và thưa quý vị, có thể nói rằng là với sự xuất hiện của hệ thống mạng lưới công nghệ đã và đang hỗ trợ phần nào trong quá trình mà định vị quản lý, giúp cho thị trường bất động sản có thể giao dịch mua bán dễ dàng hơn trong thời điểm hiện tại. Ma trận thông tin về giá bán, độ an toàn, tính pháp lý, người mua nhà gặp khó khăn khi tìm mua nhà đất. Đối với các môi giới, việc tiếp cận với một kho hàng dồi dào cũng không phải là điều dễ dàng. Đặc biệt trong giai đoạn thị trường cạnh tranh, khách hàng khắt khe, đòi hỏi môi giới phải thay đổi chuyên nghiệp hơn. Và khi ứng dụng công nghệ, hoạt động mua bán bất động sản đang dần được minh bạch hơn, để người mua, người bán dễ dàng gặp nhau hơn. Thì cái này chúng tôi cho rằng đấy chính là lợi thế của công nghệ, và nó giúp cho cả người môi giới họ tương tác với khách hàng bất kỳ ở đâu để chia sẻ với khách hàng cũng nhanh nhất và dễ hiểu nhất. Thế thì rõ ràng đó là hiệu quả và khách hàng cũng được lợi, và thậm chí là cả khách hàng lẫn người dịch vụ cũng giảm bớt cái chi phí đấy, cũng như là thời gian và các cái tốn kém khác. Theo đại diện One Housing, mạng lưới gồm 8 nền tảng dành cho giao dịch bất động sản và các công cụ công nghệ, hoạt động theo mô hình kinh tế chia sẻ, nơi các môi giới đóng góp nguồn cung, tức là người bán, hay nguồn cầu, chính là người mua, đều có thể gặp được nhau, khớp nối nhu cầu, chốt giao dịch. Nhất là chúng tôi có một bộ từ điển về các căn nhà lên đến 2 triệu, và sang năm sau dự kiến sẽ lên tới 5 triệu căn nhà. Thì trong cái bộ từ điển đó của chúng tôi có đầy đủ các dữ liệu, có hàng trăm dữ liệu về toàn bộ căn nhà đó. Đồng thời, khi chúng tôi niêm yết các hàng hóa trên cái nền tảng của chúng tôi, thì chúng tôi luôn đảm bảo là được ký hợp đồng môi giới trực tiếp với One Housing và với chính chủ nhà để đảm bảo tất cả các yếu tố về mặt pháp lý, về mặt tranh chấp sẽ không xảy ra, để đảm bảo người mua và người bán sẽ luôn luôn gặp nhau trong một môi trường thuận lợi nhất và hoàn hảo nhất. Bên cạnh thông tin cụ thể về nhà đất, mạng lưới môi giới công nghệ này còn có công cụ định giá nhà, phân tích, so sánh giá để người mua tham khảo. Theo đánh giá của các chuyên gia, nếu nguồn hàng trên hệ thống này được mở rộng, người mua nhà sẽ dễ dàng so sánh, không lo bị nâng giá, thổi giá khi đi tìm mua nhà. Mới đây, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo kết quả kiểm tra chung cư mini My Home xây dựng sai phép trên đường Phú Hữu, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất. Theo đó, dù công trình này đã 6 lần bị lập biên bản xử lý và đã thu hồi giấy phép xây dựng, tuy nhiên, chủ công trình này vẫn lén lút hoàn thiện, thậm chí là xây vượt phép 5 tầng, gây ra tình trạng vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng trên địa bàn. Đây là khu chung cư mini My Home, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Thửa đất xây chung cư trên được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tháng 10 năm 2022, diện tích hơn 726m2. Trong đó, chỉ có 225m2 là đất ở, còn lại hơn 500m2 là đất trồng cây lâu năm. Đáng chú ý, dù công trình được cấp phép 3 tầng, 1 tum với tổng diện tích sàn gần 500m2, tuy nhiên, chủ chung cư này đã xây lên 8 tầng và 1 tum. Mỗi sàn 550-650m2, bất chấp các biên bản xử lý sai phạm của cơ quan chức năng. Đến giữa tháng 10 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh công trình chung cư mini 200 căn hộ, My Home sai phép. Ngay sau đó, Chủ tịch xã Tân Xã cho hay, chủ đầu tư cam kết khắc phục hậu quả, tháo dỡ 5 tầng, trả lại nguyên trạng theo giấy phép, thời hạn từ nay đến cuối năm. Theo kết quả điều tra sơ bộ, chung cư mini này chỉ là một trong khoảng 30 công trình đang xây vượt phép trên địa bàn huyện Thạch Thất. Ngoài chung cư mini My Home, trên địa bàn xã Tân Xã, Thạch Hòa và Bình Yên còn có hàng chục chung cư mini với quy mô tương tự, thậm chí lớn hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu thuê nhà của học sinh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Hòa Lạc và khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Đến đây, bản tin Phố Bất Động Sản ngày 30 tháng 10 của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.